Xin được chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Cơ thể bạn nói gì. Mời quý vị các bạn sẽ cùng theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay để lại tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của chuyên gia về những vấn đề sức khỏe chúng ta hay gặp trong cuộc sống. Thưa quý vị, muốn có một sức khỏe tốt thì phải có tinh thần tốt. Một tinh thần lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc chính là nguồn sinh lực của mỗi người. Chính vì vậy mà với những bệnh nhân bị rối loạn lo âu, suy nhược thần kinh, trầm cảm, buồn bã, không hạnh phúc thì có thể nói rằng là họ đã luôn bị nhấn chìm cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến cho họ mệt mỏi, kiệt quệ, mất ngủ, mất năng lượng và có thể kéo theo nhiều bệnh lý khác. Ở Việt Nam hiện nay với những bệnh nhân này chủ yếu được điều trị bằng thuốc an thần và thuốc trầm cảm Tây y. Tuy nhiên thì do cái hiện tượng nhờn thuốc, phụ thuộc vào thuốc cũng như những tác dụng phụ do thuốc gây ra đã làm cho nhiều bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng là uống tiếp cũng không được mà bỏ cũng không xong. Vậy thì làm thế nào để có thể giúp cho những bệnh nhân có được phương pháp điều trị tốt nhất, hiệu quả và có thể bỏ dần thuốc Tây? Mời quý vị các bạn cùng theo dõi chương trình hôm nay với chủ đề cách giảm liều thuốc Tây cho bệnh nhân bị rối loạn lo âu, mất ngủ, trầm cảm. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin chào MC Thảo Vân. Xin chào vị khách mời. Xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và một vị khách mời nữa xin được giới thiệu chị Kim Thanh đến từ Hà Nội. Xin chào MC Thảo Vân. Xin chào tiến sĩ Vân Anh. Chúng tôi xin được mời quý vị khán giả cũng như hai vị khách mời chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau đây. Hà Nội những ngày thu tháng 8, dưới cái nắng vàng trong mát mẻ, chúng tôi có dịp ghé thăm nhà một nhân vật rất đặc biệt. Cô Nguyễn Thị Lý, 64 tuổi, trú tại số 31 ngõ 1, tổ 1, phường Phú Lương, Ba La, quận Hà Đông. Nếu như thời tuổi trẻ cô Lý sống sôi nổi, nhiệt huyết bao nhiêu, thì khi bước sang tuổi xế chiều, cô lại trở nên trầm lắng đi bấy nhiêu. Nhất là khi người bạn đời ra đi trước, một mình cô phải sống cô đơn trong tuổi già, cùng với những suy nghĩ, những nỗi lo lắng không tên cứ lớn dần lên trong đầu, đã khiến cô phải đối mặt với căn bệnh mang tên rối loạn lo âu, trầm cảm. Ông ở nhà tôi mất sớm, tôi ở nhà một mình. Thì tôi một mình thì đâm ra nó buồn. Buồn càng buồn càng sinh ra suy nghĩ. Sau này tôi ra đây ở với các con, cũng chỉ lo nghĩ những các cái việc vớ vẩn. Suy nghĩ xem các con tôi đi làm thì nương đậu ra sao, làm ăn như thế nào. Thế thì về bản thân tôi cũng vậy, là bây giờ mình làm gì để hỗ trợ được con cái. Thế cứ suy nghĩ dần dần nó miên man sang các cái khoản khác nữa. Bây giờ mình đã bệnh thế này rồi, sau này tuổi già thì không biết còn cái thứ bệnh gì nữa. Rồi lại làm khổ các con thôi. Nó dẫn đến mình nó yếu thần kinh cả đêm, không ngủ được tí nào. Mắt là lúc nào cũng cứng, thèm ngủ lắm nhưng mà không ngủ được. Mà đến lúc mất ngủ rồi thì nó buồn, nó chán. Cả ngày có khi cũng không nói chuyện gì cả. Thì rồi là lúc nào cũng căng thẳng, lo nghĩ, buồn rầu. Cho nên tôi không tiếp xúc chỗ đông người này, tivi không xem này. Cứ im thin thít cả ngày như thế. Mà không cười, không ít nói. Nên ra là các con nó cứ bảo là bà đi ra ngõ mà chơi nhưng mà tôi không đi. Cứ quanh ngày ở trong nhà nằm ở giường, lúc thì nằm, lúc thì ngồi. Tôi đi khám bệnh ở viện 103 thì bác sĩ có cho biết là bệnh của bà là bệnh rối loạn lo âu, đâm ra nó đến dẫn đến mất ngủ. Đấy. Thì là người ta cho thuốc ngủ về uống, tầm độ 9 giờ thì tôi uống. Lên giường độ 10 giờ thì là mình ngủ thì nó cảm thấy nó ngủ mê, ngủ mệt đi. Đấy là ngủ theo thuốc thôi. Ngày nào cũng vậy. Chỉ có chờ đến tối mới ngủ được. Còn ngày là không bao giờ ngủ được. Chỉ có chờ đến tối để uống thuốc để ngủ thôi. Nhưng mà tôi dùng thuốc Tây ấy, nó cải thiện cho mình cái giấc ngủ để mình ngủ. Chứ còn tinh thần thì nó vẫn như thế. Nó cũng chưa thay đổi được tí nào. Tuổi già như ngọn đèn dầu cháy leo lét trước gió, không biết tắt khi nào. Mang tâm bệnh như thế nên cô Lý càng bi quan, chán nản. Nhưng may mắn thay, nhờ có người thân đồng hành mà cô Lý đã biết tới và sử dụng sản phẩm Body Brain của Mỹ. Sau một thời gian thì cô đã phải bất ngờ về những thay đổi tích cực trong chính cơ thể của mình, từ tinh thần cho tới sức khỏe. Khi tôi bị trầm cảm, buồn rầu, lúc nào cũng buồn rầu thì có cậu em, cậu ấy mới nghe đâu có cái sản phẩm Body Brain, cậu ấy mua cho mấy lọ. Thì một ngày tôi dùng là 4 viên, mỗi lần 2 viên. Thì tôi dùng hết 2 nọ thì tôi thấy là tôi ngủ được buổi trưa. Còn trước kia là cứ thức trưa đến là thức trắng, chỉ nằm để đấy thôi, không ngủ được. Nhưng giờ thì trưa là tôi ngủ được
hôm thì 1 tiếng, có hôm thì gần 2 tiếng. Sau khi uống Bolibaren thì độ khoảng nửa tháng, sau đó uống đến 1 tháng thì là tôi thấy người nó khác hoàn toàn so với trước. Dần dần là tôi giảm dần cái thuốc tây đi, không dùng nhiều như trước nữa, mà dần dần bây giờ hiện nay là tôi đã không dùng thuốc tây và tôi vẫn cảm thấy giấc ngủ của tôi là tốt, ngủ say. Sau khi uống Bolibaren nhá, là tôi thấy người nó khỏe mạnh này, tinh thần là sảng khoái, không ủ rũ như trước nữa. Tôi lại tiếp tục là trồng rau, rồi có những hôm là tôi đi chợ để bán rau ấy. Sau người chưa về vẫn cơm nước bình thường, chỗ chơi đông người là vẫn ra chơi để nói chuyện. Nói chung tinh thần là nó sảng khoái hơn trước và nó không buồn rầu bần thần như trước nữa. Người nó tươi tắn hẳn lên, mà ăn ngon miệng, mà người nó mới béo thế này. Trước kia là tôi chỉ có 45-46 cân thôi, nhưng bây giờ được 50 cân. Tôi đi về quê thì hàng xóm nó bảo là trông đậu này, cô Lý đậu này khác hơn trước, không như trước nữa. Trước này cứ chả thấy nói gì cả, về đến nhà, về đến xóm chả biết ai người ta biết là cô về. Đi thì đi, về thì về, cứ vào trong nhà thì ở trong nhà, thì chả đi chơi đâu cả. Đấy, hàng xóm người ta còn bảo thế mà. Bây giờ bảo thế, hỏi bây giờ thì là ra sao, bây giờ trông cô khác rồi, không như trước nữa. Khi tôi dùng cái sản phẩm Bodybrain thì tôi thấy nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe này, không có triệu chứng phản ứng phụ gì cả. Kết thúc cuộc trò chuyện với cô Lý, nhưng nụ cười rạng rỡ của cô vẫn còn đọng lại đâu đây, khiến tâm hồn chúng tôi càng trở nên rộn ràng hơn. Có lẽ Bodybrain chính là điều kỳ diệu đã đưa cuộc sống của cô Lý trở lại như xưa, bên luống rau, ngọn cỏ, bên những điều giản dị thường ngày, bình yên và hạnh phúc. Thưa bác sĩ, có những bệnh nhân bị rối loạn lo âu, mất ngủ, trầm cảm thì họ có chia sẻ là họ đã phải sử dụng thuốc tây trong một thời gian rất là dài. Tuy nhiên thì tình trạng của họ cũng không khá lên được là bao. Nhưng nếu như họ bỏ thuốc thì họ có thể bị nặng hơn sau một thời gian rất ngắn. Tại sao lại có hiện tượng như vậy ạ? Các cái rối loạn lo âu này, trầm cảm này, suy nhược thần kinh này, hay là mất ngủ kéo dài ấy, thì đây thường là các cái tâm bệnh. Thế và chúng ta biết là khi mà đã bị tâm bệnh ấy, thì nếu mà chỉ có mỗi cái phương pháp điều trị bằng thuốc ấy, thì nó chưa đủ. Điều đầu tiên, cảm xúc ấy được quyết định bởi tư duy. Nên là khi mà cái suy nghĩ của chúng ta tiến triển theo cái chiều hướng tích cực thì cái cảm xúc của chúng ta mới thay đổi. Thế nên là chính vì vậy mà đối với những người đã bị bệnh thì chúng ta phải có một cái sự thay đổi trong những các cái hành vi này, những cái nhận thức này, theo những cái chiều hướng tích cực. Cái thứ hai nữa là khi mà bị rối loạn lo âu, trầm cảm hay suy nhược thần kinh thì thường chúng ta sẽ sử dụng các cái thuốc an thần này, các cái thuốc điều trị chống trầm cảm. Tuy nhiên nó cũng có rất nhiều những cái tác dụng không mong muốn, mệt mỏi này, nhức đầu, chóng mặt này, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, cái suy giảm về tình dục này, cái khả năng tập trung kém, và khi sử dụng lâu dài thì có thể dẫn đến suy gan và suy thận. Ngoài ra nữa thì có một số các trường hợp thì sử dụng sau một thời gian thì thấy là tác dụng nó giảm dần. Thế và đây nó chính là cái tình trạng nhờn thuốc. Ngoài ra nữa thì còn có cái dấu hiệu nữa là phụ thuộc vào thuốc hay là lệ thuộc vào thuốc đấy. Có nghĩa là khi mà chúng ta dừng thuốc thì là các cái triệu chứng nó lại lặp lại. Và điều đáng tiếc hiện nay là ở Việt Nam thì chúng ta thấy là cái việc điều trị những các cái bệnh lý rối loạn lo âu, trầm cảm, suy nhược thần kinh, mất ngủ thì mới dừng lại, chủ yếu là vẫn là cái việc điều trị thuốc. Như tiến sĩ vừa nói thì với những bệnh nhân mà bị suy nhược thần kinh, rối loạn lo âu rồi trầm cảm thì chỉ dùng thuốc tây y là không đủ. Vậy thì các bệnh nhân còn phải làm gì nữa? Vâng, cái cơ chế bệnh sinh của bệnh rối loạn lo âu, trầm cảm hay là suy nhược thần kinh có liên quan mật thiết đến hai cái hormone, đó là serotonin và dopamine. Và đây người ta gọi là hormone hạnh phúc. Serotonin, chức năng chính của nó tức là cải thiện cái tâm trạng và giúp cho chúng ta cảm giác là thư giãn, thoải mái và cảm giác hạnh phúc, tăng cường cái độ tập trung và giúp cho người bệnh có thể đi vào cái giấc ngủ một cách dễ dàng hơn. Còn dopamine, khi mà cơ thể chúng ta tăng cái dopamine ấy, chúng ta sẽ cảm thấy như là được tiếp thêm cái năng lượng, có một cái động lực trong các cái hoạt động và trong cuộc sống cũng như là trong công tác. Đối với những người mà bị rối loạn lo âu trầm cảm thì là thường là cái nồng độ serotonin và dopamine này nó rất là thấp, nên là chính vì vậy mà chúng ta cần phải bổ sung
các cái serotonin và dopamine thì người bệnh nên kết hợp sản phẩm Bonibrain thành phần hoàn toàn từ các cái thảo dược này, các acid amin, các vitamin và các khoáng chất, thì các cái thành phần này nó sẽ giúp cho chúng ta là tăng cường cái nồng độ serotonin và dopamine. Và cụ thể các cái thành phần, tôi xin chia sẻ các thành phần, thì đầu tiên chúng ta phải nói đến là cây dễ vàng. Nó có cái tác dụng làm cho cơ thể tăng tiết cái nồng độ serotonin và dopamine, nên là chúng ta sẽ có được cái tinh thần thoải mái, thư giãn, cảm giác hạnh phúc cũng như là có động lực. Cái thành phần tiếp theo trong Bonibrain đó là nhóm kích thích tăng tiết serotonin cũng như là tham gia vào quá trình tổng hợp serotonin trong cơ thể. Trong đó thì nó có là L-tryptophan, vitamin B3, vitamin B6. Đối với L-tryptophan sẽ giúp cho làm tăng cái serotonin cũng như là melatonin, và từ đó thì sẽ giúp cho người bệnh cải thiện tâm trạng và giúp cho người bệnh sẽ đi vào giấc ngủ được một cách tốt hơn. Tiếp theo nữa là vitamin B3, vitamin B6 tham gia vào cái quá trình chuyển hóa L-tryptophan thành serotonin, và nó sẽ giúp cung cấp cái năng lượng từ các cái thực phẩm cho cái tế bào não được hoạt động tốt hơn. Cái nhóm thứ ba trong Bonibrain đó là nhóm kích thích cơ thể tăng tiết dopamine cũng như là tham gia vào quá trình tổng hợp dopamine ở trong cơ thể, L-phenin, alanin, L-tyrosine, vitamin B9, B12 và vitamin C. L-phenin, alanin, L-tyrosine giúp bồi bổ não này, gia tăng động lực, tăng cường trí nhớ. Vitamin B9, B12 và vitamin C thì các vitamin này nó tham gia vào cái quá trình tổng hợp các cái chất dẫn truyền thần kinh, trong đó như là dopamine, adrenaline, noradrenaline, nên là chính vì vậy Bonibrain sẽ giúp cải thiện được các cái triệu chứng của các cái bệnh lý rối loạn lo âu trầm cảm. Nhóm thứ tư đó chính là nhóm nuôi dưỡng tế bào não này, làm dịu thần kinh cũng như là tăng năng lượng. Bonibrain có trimethyl glycine, nó có cái tác dụng là chống oxy hóa này, có tác dụng giải độc và chống viêm. Tiếp theo là kẽm magie, cũng là nguyên tố vi lượng làm dịu các cái tế bào thần kinh. Khi mà cái kẽm magie bị thiếu hụt ý, thì người bệnh sẽ có cảm giác như là bồn chồn, lo âu và rất là hay bực bội, cáu kỉnh. Sự tổng hợp của bốn nhóm nêu trên, và từ đó nó sẽ khi mà sử dụng nó sẽ có tác dụng, thứ nhất là nó sẽ cải thiện được cái tâm trạng như là tâm trạng chán nản này, buồn, giàu lo âu vân vân. Tiếp theo nó cũng sẽ giúp giải tỏa những cái căng thẳng này, giúp cải thiện được cái giấc ngủ do cái căng thẳng thần kinh, giúp cho người bệnh có thêm năng lượng này, tinh thần sảng khoái, tự tin và thấy niềm vui và hạnh phúc ở trong cuộc sống. Chính vì vậy mà Bonibrain được sử dụng cho những đối tượng, thứ nhất là những người bị rối loạn lo âu trầm cảm, suy nhược thần kinh, thứ hai nữa là những bệnh nhân mà đang sử dụng các cái thuốc điều trị trầm cảm để giúp giảm dần liều cũng như là có thể là dần dần sẽ bỏ hẳn. Tiếp theo nữa là những người mất ngủ do căng thẳng. Cuối cùng là những cái đối tượng mà lao động trí óc căng thẳng này, những người mà luôn luôn cảm thấy mệt mỏi, không có năng lượng, không có niềm vui và hạnh phúc. Và khi sử dụng Bonibrain thì chúng ta nên sử dụng là 4 viên trong một ngày, chia làm 2 lần, uống vào buổi trưa và buổi 6, khoảng 6-7 giờ chiều. Và chúng ta nên sử dụng kéo dài liên tục ít nhất là 3 tháng. Tuy nhiên thì đây là những cái thành phần hoàn toàn từ các cái acid amin này, vitamin, các khoáng chất, cho nên là nó sẽ có tác dụng rất là nhanh. Có khi là chúng ta chỉ cần sử dụng từ 7 đến 10 ngày là các triệu chứng cũng đã bắt đầu cải thiện. Bonibrain sản xuất ở nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của FDA, tức là Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ, cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới WHO, với công nghệ siêu nano, nên là giúp tăng cường cái tác dụng của các cái thành phần cũng như là giúp cho ổn định của cái tính ổn định của sản phẩm. Chúng tôi xin được mời quý vị khán giả cũng như hai vị khách mời chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau đây. Nghiêm! Ôi, đứng lại! Đứng đây rồi! Ok, tôi bảo ông Nghiêm, ông không dám không Nghiêm không? Tôi... Nghiêm! Đấy, Nghiêm rồi! Bà tưởng tôi không dám Nghiêm đấy! Này! Nhớ ông rất hay có thái độ nhá! Bây giờ tôi hỏi ông ra đây tôi mới nói chuyện nhá! Thế tôi hỏi ông tại sao ông lại tắt tivi của tôi? Hả? Trong khi tôi đang xem một cái phim hay như thế, tình cảm như thế, ly kỳ như thế mà tại sao ông lại tắt đi? Ly kỳ?
phim của bà xem toàn những cái tình tiết quẩn ta là vẩn vớ va vớ vẩn. Này, tôi nói cho bà biết nhá, không có cái kiểu mà thời buổi 4.0 rồi, thế mà lại còn đi xem những cái phim mà nhân vật nam chính nào là chơi con game, thì nghiện game nào bỏ học ngang này, rồi vợ thì có tình nhân này. Những cái phim hay ho thì không xem, xem gì cái phim vớ vẩn ấy. Nói có sách mách có chứng nhá, bà không thấy bà Bình hàng xóm nhà mình à? Làm sao? Ui giời ơi, hôm bà ấy cũng xem một cái thể loại phim sướt mướt quản ta là văn như bà ấy. Rồi bà ấy nghĩ vào bản thân bà ấy, nào là chồng thì ngoại tình này, con thì nghiện game rồi bỏ học bỏ hành. Bà nghĩ là nó vận vào cuộc đời bà ấy. Thế là bà khóc tu tu cả ngày cả đêm đấy, có ai dỗ được đâu. Ông không biết đấy, bà Bình bị trầm cảm ấy là vì do chồng con hư nên mới nghĩ nhiều. Nghĩ mà cũng thương bà ấy thật đấy. Đợt trước ấy bà ấy trầm cảm nặng lắm ông ạ, không ngủ được nhá, mặt mũi lúc nào cũng âu sầu buồn bã, chả thiết tha cái gì cả. Bà ông biết không, tôi sang chơi nhá mà bà ấy còn không muốn nói chuyện cơ, cứ trốn ở trong phòng ấy. Tôi tìm hiểu trên Google rồi ông ạ, có cái sản phẩm có cây rễ vàng này, các acid amin này, rồi là phenylalanin này, L-tyrosine này, giúp tăng tiết hormone hạnh phúc nên cải thiện cả giấc ngủ và tâm trạng, để bệnh nhân vui vẻ, phấn chấn yêu đời lên, bớt buồn rầu lo âu đấy. Mới hôm qua nhá, bà ấy khoe với tôi ý, là dùng được một tháng nay, tinh thần tốt lên, mặt mũi lúc nào cũng tươi tỉnh nhá. Này, hay là tối tôi với ông Dỗi sang chơi bà ấy đi cho vui. Thôi, tôi cũng mừng cho bà, tôi ở nhà ấy, bà cứ sang đi, tôi ở nhà tôi còn phải nghe rap. Rối loạn lo âu, suy nhược thần kinh, căng thẳng stress, trầm cảm là những tâm bệnh của cuộc sống hiện đại. Y học đã chứng minh tăng nồng độ hormone hạnh phúc serotonin và dopamine là chìa khóa để kiểm soát tâm bệnh. Bonnie Brain với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên như cây rễ vàng, acid amin, vitamin và khoáng chất giúp kích thích cơ thể tăng sản sinh hormone hạnh phúc, giúp cải thiện tâm trạng, giúp giảm lo âu, căng thẳng, buồn rầu, cải thiện giấc ngủ, giúp tinh thần sảng khoái, hạnh phúc, tăng năng lượng. Bonnie Brain dùng cho người bị trầm cảm, rối loạn lo âu, suy nhược thần kinh, căng thẳng stress kéo dài, mất ngủ. Bonnie Brain chữa lành tâm hồn, nuôi dưỡng tâm an. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của khách mời nữa của chương trình. Vâng, xin được mời chị Kim Thanh có thể chia sẻ câu chuyện của mình với khán giả. Vâng, xin chào MC, xin chào tiến sĩ Vân Anh. Câu chuyện của mình như này, cách đây hơn một năm thì mình bị rối loạn lo âu, trầm cảm vì cũng lo cái việc gia đình nhiều quá. Thì mình có hai đứa con gái đều gặp phải chuyện nợ nần. Đấy. Cho nên là mình vừa xót của, vừa xót con. Thế thì một đứa ấy thì không biết là nó bị chơi vào app nhất gì ở trên điện thoại ấy, cũng bị lừa mất mấy trăm triệu. Thế một đứa thì bao nhiêu vốn liếng tích lũy để mua nhà thì chồng lại đem cho bạn vay và bị bạn mùng mất trắng hết. Thật sự là mình rất là thương con, nhưng mà không làm gì được bởi vì là mình không có lương hưu. Mà bây giờ chúng nó lợ lần nhiều như thế, thì bây giờ ngày trước mới còn đi làm ấy thì có đồng nào là nuôi con ăn học hết cả rồi, bây giờ làm gì có gì mà giúp con. Nhưng mà mình thì bị mất ngủ trắng đêm luôn, suốt đêm thì gần như cũng không ngủ chợp mắt được phút nào cả. Hai mắt thì nó cứ trong trong ra, mà đầu óc thì nó cứ trống rỗng, cứ suy nghĩ lung tung hết chuyện nọ sọ chuyện kia, mà rồi mình cũng không thể nào gạt đi được. Đấy. Thật sự mình cũng rất là buồn, mình nghĩ rằng là các con nó đã vất vả như thế, mình không giúp gì được chúng nó, bây giờ lại mắc thêm bệnh tật nữa thì cũng là cái gánh nặng cho các con. Cho nên là mình cũng thật sự nói là cũng rất là lo lắng, cũng thấy rằng cái tuổi già của mình nó chả có ý nghĩa gì, và như thế thì sống còn khổ hơn là chết ấy. Thế thì mình mới đi khám ở khoa tâm thần bệnh viện Bạch Mai, thì được bác sĩ mới cho làm các cái bài tập rồi các cái xét nghiệm như là điện não rồi chụp não, thì bác sĩ kết luận là mình bị rối loạn lo âu dài ngày và dẫn đến trầm cảm. Thế thì về nhà mình cũng uống thuốc, cái đợt đấy mình uống một thời gian thì thấy nó cũng có cải thiện, thế nhưng mà ngủ thì cũng tốt lên một chút đấy, và tinh thần ấy cũng khá hơn tí. Thế nhưng mà sau cái đợt đấy thì mình dừng hẳn, bởi vì là uống thuốc vào thì nó trong người nó cứ nóng rực lên, thế rồi nó bị táo bón,
rồi là giữ nước, bà bị tăng cân. Thế nhưng mà cứ nghỉ uống thuốc thì là nó lại mất ngủ lại như cũ. Thế rồi thì bắt buộc mình lại phải uống thuốc trở lại. Nhưng mà cái lần uống thuốc lại này thì nó không có tác dụng gì cả. Vì mình cũng hiểu rằng chắc là nó nhờn thuốc. Thế thì để mà ngủ được ấy, thì mình làm tất cả mọi thứ. Đông Tây Y kết hợp, rồi mình uống cả tâm sen, rồi lạc tiên. Thế nhưng mà cũng chả thấy cải thiện gì. Đấy. Cho nên là thật sự mà nói là mình rất là lo lắng, rất là buồn. Và cũng ngồi cứ ủ rũ suốt ngày, cũng không thích chuyện trò với ai. Chẳng nói với ai, nói là người nó cứ mệt mỏi, chán chường. Nhưng mà hôm nay thì khi mà chị đến trường quay, chúng tôi lại thấy là chị nhìn rất là rạng rỡ và da rẻ cũng hồng hào nhuận sắc. Cảm giác là gần như là có vẻ câu chuyện của chị đã được giải quyết rồi đúng không ạ? Cái tình trạng bệnh tật có vẻ được giải quyết rồi đúng không ạ? Vâng, đấy là cái câu chuyện cách đây hơn một năm rồi ạ. Thế còn bây giờ thì cũng báo cáo với chị Vân với cả tiến sĩ là con trai mình ấy thì nó thấy mẹ cứ ủ rũ buồn bã như thế, cũng chẳng nói năng gì. Thì thật sự mà nói là nó cũng rất là lo lắng. Thế thì nó cũng thấy mẹ như thế, nó đi nó hỏi khắp nơi. Thế nhưng mà cũng rất là may mắn là lại có một cái anh bạn đồng nghiệp của nó ấy, thì cũng bị mắc bệnh trầm cảm mà do dùng cái sản phẩm Bony Brain của Mỹ mà bây giờ đỡ hẳn rồi. Thế thì cháu của con tôi nó cũng cẩn thận lắm, nó cũng đi tìm hiểu rất kỹ thì mới biết là cái sản phẩm này là nó của Mỹ. Đấy, thì nó rất là an toàn mà nó lại khi mà mình dùng đấy thì nó lại kích thích được hai cái hormone hạnh phúc phát triển và nó làm cho mất đi cái cảm giác lo âu, chán nản và buồn bã suy nghĩ. Đấy. Thế thì tôi dùng Bony Brain cũng được một tuần thì tôi thấy nó cải thiện rõ rệt. Tôi ngủ tốt lắm, ngủ một mạch từ tối đến sáng. 10 giờ tối đã ngủ rồi mà đến 4 giờ sáng hôm sau tôi mới tỉnh giấc mà ngủ ngon, không có mộng mị gì hết. Thế rồi ngày trước ấy thì mình không có cái khái niệm gì là ngủ trưa cả. Thế nhưng mà bây giờ thì buổi trưa tôi cũng ngủ được tầm khoảng 1 tiếng đấy. Thế cho nên là tôi cũng cảm thấy là vui lắm. Mình cảm thấy cuộc sống của mình nó rất là có ý nghĩa. Tôi cũng không buồn chán như cũ nữa. Và tôi bắt đầu quay trở lại cái việc là chăm sóc ba đứa cháu, rồi trồng cây, rồi giúp con đi chợ. Và tôi cũng cảm thấy là mình làm nhưng mà rất là vui, cũng không có mệt mỏi gì cả. Đấy, cảm thấy là cuộc sống của mình nó hết sức có ý nghĩa. Vâng, phải nói là tuyệt vời đấy ạ. Khi mà nghe cái những thông tin này thì xin được chúc mừng chị bởi vì đã giải quyết được cái vấn đề của mình. Và bây giờ thì chúng tôi đã nhận được các câu hỏi của khán giả gửi tới cho chương trình. Đây là câu hỏi của chị Phan Thị Nhung ở Đà Nẵng ạ. Thưa bác sĩ, con trai tôi năm nay 16 tuổi, cháu bị nghiện game. Như kỳ nghỉ hè vừa rồi cháu chơi game cả ngày cả đêm, có khi chơi thâu đêm đến sáng mới ngủ. Cháu trở nên lầm lì, ít nói, bố mẹ nhắc nhở thì cáu gắt. Tôi đã từng thử cắt mạng để cháu không chơi, nhưng lúc đó cháu la hét quát tháo bố mẹ và trốn ra ngoài chơi game. Giờ không biết phải làm thế nào, xin bác sĩ cho lời khuyên. Hiện nay trên thực tế cũng có rất nhiều các cháu ở tuổi thanh thiếu niên ấy. Giờ khi mà mình chơi game quá nhiều thì đã dẫn đến những cái rối loạn lo âu trầm cảm. Và về nguyên nhân thì chúng ta biết là khi mà chơi game quá nhiều thì sẽ làm cho cơ thể chúng ta sẽ bị giảm tiết cái hormone hạnh phúc, đó là serotonin. Và đồng thời nữa thì lại làm tăng cái dopamine để giúp cho tăng cường cái động lực để chiến thắng các cái trò chơi đó. Nên là khi mà bố mẹ yêu cầu ngừng một cách đột ngột ấy, thì các bạn sẽ bị giảm serotonin và dopamine này. Các bạn sẽ có những cái phản ứng lại. Trong người sẽ cảm giác là rất là bứt rứt này, rất là buồn bực, rất là khó chịu và quyết tâm là phải chơi lại. Thế nên là chính vì vậy mà hiểu tâm lý này thì các bậc cha mẹ có con mà chơi game như vậy thì cũng nên là cắt và giảm từ từ cho các cháu thôi. Ví dụ như là có thể quy định là mỗi một ngày con chỉ chơi thời gian là bao nhiêu thôi và cứ giảm dần cái thời gian đi cho các cháu. Ngoài quy định giờ thì mình cũng nên là cố gắng là kéo các cháu đi ra bên ngoài để cho các cái hoạt động ở bên ngoài. Và bên cạnh đó nữa, các bậc cha mẹ cũng có thể là cho các cháu sử dụng thêm những các cái sản phẩm mà nó có cái tác dụng để tăng cường giúp cho cơ thể kích thích sản xuất ra serotonin và dopamine. Bony Brain hoàn toàn từ các cái thảo dược này, các acid amin cũng như các vitamin và các nguyên tố vi lượng, thì với những các cái thành phần này nó sẽ giúp cho làm tăng cường sản xuất cái serotonin và dopamine, và từ đó Bony Brain sẽ giúp cải thiện được cái tâm trạng này, giảm nghiện game, giúp các cháu cải thiện được cái
giấc ngủ. Bây giờ là câu hỏi của bác Phạm Thị Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi năm nay 60 tuổi, tôi bị rối loạn lo âu trầm cảm cách đây 2 năm sau khi chồng tôi đột ngột qua đời vì Covid-19. Lúc đó tôi cũng bị nhưng may mắn qua khỏi. Từ đợt đó thì lúc nào tôi cũng buồn rầu lo nghĩ triền miên, mất ngủ cả đêm. Tôi rất mệt mỏi, cả ngày chỉ muốn ngồi một mình hoặc nằm, không có sức mà cũng không muốn làm gì cả. Tôi đi khám thì đang uống thuốc chống trầm cảm và thuốc an thần, nhưng giấc ngủ thì chỉ tăng lên được 5 tiếng, còn tâm trạng vẫn nặng nề, chán nản như thế. Xin bác sĩ cho lời khuyên. Sau khi đợt đại dịch Covid ý, thì có rất nhiều người đã mắc một căn bệnh, đó là rối loạn lo âu trầm cảm. Và về cái nguyên nhân thì chúng ta thấy rồi, có thể là do người thân bị mất này, rồi là chúng ta đã trải qua những cái đợt bị ốm nằm viện, rồi là những cái đợt cách ly rất là kéo dài. Và chính tất cả những cái điều đó nó cũng sẽ dẫn đến những các cái bệnh lý rối loạn lo âu trầm cảm. Tuy nhiên thì chị cũng phải thấy may mắn một điều là mình đã cũng đã mắc bệnh nhưng mà cũng đã vượt qua được. Nên là mình cũng nên trân trọng cái cuộc sống này. Thế thì còn tất nhiên người mất thì cũng đã mất rồi, để chúng ta có suy nghĩ thì cũng không lấy lại được nữa. Mà tuy nhiên thì nếu mà chúng ta mà lo lắng suy nghĩ nhiều ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta. Trong cái trường hợp này thì bên cạnh các cái thuốc điều trị thì mình cũng nên kết hợp thêm sản phẩm mà có cái thành phần hoàn toàn từ các cái thảo dược, các cái acid amin, vitamin và khoáng chất Bonibrain sẽ giúp kích thích cho cơ thể, tăng cường sản xuất hormone hạnh phúc, đó là serotonin và dopamine. Và từ đó thì nó sẽ giúp cải thiện cho chị được các cái triệu chứng, trong đó như là cải thiện cái tâm trạng như của chị hiện nay đang có này, tức là tâm trạng buồn bã, mệt mỏi, chán nản, và nó sẽ làm giảm được cái rối loạn lo âu trầm cảm của mình này. Và Bonibrain cũng sẽ cải thiện được cái giấc ngủ cho mình tốt hơn. Và khi sử dụng Bonibrain thì chúng ta nên sử dụng là 4 viên trong một ngày, chia làm 2 lần, uống vào buổi trưa và buổi 6, khoảng 6-7 giờ chiều. Và chúng ta nên sử dụng kéo dài liên tục ít nhất là 3 tháng. Tuy nhiên thì với cái sản phẩm này, nó là những cái thành phần rất dễ hấp thu và có tác dụng rất nhanh, nên là chỉ cần chị sử dụng độ khoảng tầm 7-10 ngày thôi thì là các dấu hiệu nó sẽ cải thiện, giấc ngủ của mình nó cũng sẽ tốt hơn. Và khi mà các cái triệu chứng nó đã cải thiện rồi thì chị có thể xin ý kiến bác sĩ để giảm dần các cái thuốc Tây y đi, và từ đó thì cũng sẽ giảm được những cái tác dụng không mong muốn do thuốc Tây y gây ra. Xin cảm ơn tiến sĩ. Và bây giờ là câu hỏi tiếp theo của chị Trần Bích Ngọc, 50 tuổi, ở Ninh Bình. Chào bác sĩ, tôi bị trầm cảm mấy năm nay, cũng là do hôn nhân của tôi lục đục, một phần cũng bởi tôi mãn kinh sớm, 48 tuổi gần như không còn ham muốn gì, nên không đáp ứng được nhu cầu của chồng. Tôi chỉ có 2 đứa con trai, đi học xa hết nên buồn lắm. Không biết tâm sự với ai, chỉ sợ nói ra bị họ cười gia đình mình. Tôi mất ngủ nhiều, đêm nằm cứ lo lắng suy nghĩ chuyện nọ sợ chuyện kia. Gần sáng may ra mới chợp mắt được một chút. Người lúc nào cũng mệt mỏi, mặt mũi bơ phờ. Tôi vẫn phải đi làm để nuôi con ăn học, nhưng trí nhớ tôi kém đi rất nhiều, đầu óc không tập trung vào công việc được. Tôi sợ nhất là buổi chiều, mỗi khi trời tắt nắng là tôi cảm giác cô đơn khủng khiếp. Giờ tôi phải làm sao thưa bác sĩ? Có nhiều bệnh nhân ấy thì sau ở cái giai đoạn là tiền mãn kinh và mãn kinh ấy thì thường là có thể là mắc những cái rối loạn lo âu trầm cảm. Cái nguyên nhân thì thường là cái giai đoạn này thì người phụ nữ có cái hormone sinh dục nữ đã bị suy giảm rất là nhiều, và chính vì vậy nó cũng làm thay đổi những cái tâm lý này, và đặc biệt nữa là suy giảm nhu cầu về sinh dục. Từ những cái đó nó cũng sẽ dẫn đến là cái quan hệ vợ chồng bị ảnh hưởng. Trong cái trường hợp này thì mình cũng nên, thứ nhất là đối với bạn bè hoặc là chồng con thì mình cũng nên chia sẻ những cái cảm nghĩ, những cái khó chịu ở trong người mình để sẽ được mọi người giải tỏa cái tâm lý, cũng như là chị cũng nên chia sẻ bàn bạc với chồng để làm sao đấy để giải quyết những cái vấn đề lệch pha trong cái chuyện chăn gối của hai vợ chồng ở cái giai đoạn là mãn kinh. Vâng, thế và bên cạnh đó nữa thì với những các cái triệu chứng của chị thì mình cũng nên sử dụng những cái sản phẩm để làm sao để tăng cường cái hormone hạnh phúc, đó là serotonin và dopamine lên, đó chính là sản phẩm Bonibrain. Và đối với sản phẩm này thì nó là những cái thành phần hoàn toàn từ các thảo dược tự nhiên, cũng như là các acid amin và một số các vitamin và khoáng chất nữa. Nó sẽ giúp cho kích thích cơ thể, tăng cơ sinh sản xuất cái hormone hạnh phúc lên, và từ đó thì Bonibrain sẽ cải thiện cái tâm trạng cho chị, cải thiện được cái giấc ngủ và giảm được cái rối loạn lo âu trầm cảm của mình. Kết hợp nữa thì chị cũng nên là đi ra ngoài này, giao lưu với các bạn bè, chia sẻ. Thưa quý vị,
các bạn, chúng ta đã vừa lắng nghe phần chia sẻ của các khách mời của chương trình. Nếu như quý vị và các bạn có những vấn đề cần được tư vấn thêm, hãy gọi điện thoại tới đường dây nóng của chương trình 0243 760 6666. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.